xin mời xin mời xin cái gì thằng không Kiều, sẽ làm gì? Em sẽ làm gì? Nó ngồi nó mùi chuối thế này. Nó thích chuối nó sao đấy? Vâng, nó ăn được chuối mà gì? Ôi, cho nó chuối. Ui ôi, con này. Ôi, mời hết chung rồi. Ôi, mời với con nữa. Em sắp một lời thiệt như chị mà em mấy lần nói rào rồi. Chưa thấy sai rồi, phải đeo vẹt. Nó bây giờ mai nghỉ em cần. Chuối mai nghỉ em cần một điểm thôi gì. Mai có nghỉ không? Không. Ôi, không. Chuột ham thích đơ. Chịu đấy. Mình dành nhẹ.